khi mà các bạn mới bắt đầu kinh doanh online thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế những cái rủi ro trong cái quá trình mà chúng ta làm, ví dụ như là chúng ta nhập hàng về chúng ta không bán được, chúng ta bị tồn kho, chúng ta bị đọng vốn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái quy trình mà đội ngũ của bên mình đang triển khai để các bạn có thể hiểu về cái cách làm, về cái lộ trình mà bọn mình triển khai một cái sản phẩm mới để bán ở trên những cái kênh như là TikTok hay là sàn thương mại điện tử. Mời các bạn theo chân mình. Ví dụ nhá, đây là một cái lô sản phẩm mà bọn mình vừa mới nhập về để bán test. Thì bọn mình có một số những nhà cung cấp ấy, họ cung cấp sẵn cho những cái sản phẩm mẫu như này với giá rất là rẻ. Một cái bộ này thì mua mẫu về nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Ở trong cái chương trình bí mật e-com của bọn mình ấy, thì có gửi tặng cho bạn một số những cái danh sách những cái nhà cung cấp để cho các bạn có thể tìm hiểu và các bạn nhập những cái sản phẩm test. Và sau khi mà bọn mình nhập những cái mẫu này về rồi ấy, thì bọn mình sẽ gì ạ? Bọn mình sẽ chạy quảng cáo test ở trên những cái nền tảng như là TikTok này hay là ở trên những cái mạng xã hội hay là sàn thương mại tử. Với một cái sản phẩm mới thì bọn mình sẽ thường bỏ ra từ 300 cho đến 500 nghìn để bọn mình chạy quảng cáo test cho nó. Với cái chi phí quảng cáo này ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10%. Với cái chi phí này thì bọn mình có thể nhập với số lượng lớn về để bọn mình có thể triển khai và bán đại trà hơn. Thì đó là cái cách mà bọn mình đang làm. Thì ở trong cái chuỗi chương trình bí mật e-com của bọn mình ấy, thì bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái công thức, những cái quy trình mà trong quá trình mà bọn mình làm, từ các cái tiêu chí để các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm win, các cái yếu tố để các bạn có thể đánh giá những cái nhà cung cấp uy tín, và đặc biệt đó là cái quy trình các bạn test một cái sản phẩm mới. Và ở trong cái chương trình này thì bọn mình sẽ hướng dẫn và sẽ chia sẻ với các bạn danh sách hơn 300 những cái nguồn hàng hot trend này. Nó có rất là nhiều những ngành nghề, từ đồ chơi trẻ em này, trang sức phụ kiện, túi ví, gia dụng và rất là nhiều những cái diện, những cái sản phẩm hot trend. Và để các bạn có thể tham gia vào chương trình này thì các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau học tập, và các bạn sẽ nhận lại những cái tài liệu hữu ích này nhé. Học viện thương mại điện tử Top Mark, dạy thực tập học.